để mà cài đặt cái thập phân, cái ngày giờ của Việt Nam và cái format chữ dấu phẩy cho nó đúng cái format ở Việt Nam thì mình vào đây. Chọn country origin Việt Nam. Đây, chọn region format Việt Nam. Đây, trên format data đây. Ngày. Đây, ví dụ như là cái cách giữa các chữ với nhau ấy thì trong quy định của kế toán thì nó là dấu chấm, để thập phân thì dấu phẩy và số số chữ số phía sau dấu thập group các cái chữ với nhau. Đó. Dấu âm đấy, những cái ví dụ như hiển thị ít nhất một chữ số, hiển thị cái số thập phân và phía trước là số 0. Đấy. Đơn vị đo là mét, mình vào đây mình cài cho nó đúng cái quy định của kế toán. Additional date time and reason setting. Đây, vào đây. Set time để đây. Đó. Đó. Vào đây để cài. Ngày, tháng, năm. Đó. Đó là cái format. Lúc mà mình gõ vào trong Word, trong Excel thì nó tự động. Yeah. Đó, một đồng số. Là một triệu đấy. Format nó là number chẳng hạn. Đấy. Thì lúc mình format thế này mới đúng là cái chuẩn kế toán của Việt Nam. Mình không format thì đây là dấu phẩy. Thì nó bị sai. Hoặc là 1 phẩy. Và ra mình chọn là cái số đây, cái số thập phân, cái số phía sau, số dấu phẩy thập phân này. Đó. Nên mình chọn không, nên là cái này nó bỏ luôn hai con số ở phía sau.
chọn đây là 1.7, nó lên số 2, làm tròn lên 2.